Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ thức với series đó chính là Idol Marcus, con giỏi nha anh em. Và hôm nay mình sẽ ăn cái con cá voi ở bên này. Đấy, cá voi mình ăn rất là nhanh. Hiện tại mình đang có 81 con giỏi và mình đã nâng cấp lên. Con cá voi nhanh dã man luôn anh em ạ. Giỏi xanh, đỏ, tím, vàng, tất cả các skin thì mình đều đã sở hữu hết rồi. Ăn con này chắc trong vòng khoảng 30 giây đến tầm 1 phút là xong rồi. Cực kỳ là nhanh chóng và gọn nhẹ nhờ. Cực dễ luôn ý, siêu siêu dễ, dễ dàng luôn anh em. Rồi, cho ăn trơ lại còn bộ xương không. Ăn hết cái vây đấy là cái lưỡi anh em ạ. Cái lưỡi mình cũng không thể nào mà ăn được nó. Đấy. Thế mới gọi là buồn cười à. Cái lưỡi tôi cũng không ăn được. Không ăn được luôn đấy. Không biết làm nào ha. Rồi chúng ta tiếp tục ăn tới con ếch độc nha anh em. Đây là ếch độc. Đây là ếch độc. Chúng ta sẽ ăn ếch độc này. Nó tăng điểm rất là nhiều. Tăng rất là nhiều đô. Kiếm rất là nhiều đô la. Chúng ta ăn được cái đầu của con ếch độc. Ăn đến phần thân. Ăn đến phần chân. Đấy. Ăn nguyên, còn nguyên cái lưỡi không. Đây là ba cái gói mình mua hết rồi anh em ơi. Siêu nhanh luôn anh em ạ. Không ngờ mấy con giòi nó sức mạnh bá đạo thế. Nhưng thực ra thì nó chỉ ăn được xác sống thôi nha anh em. Có nghĩa là cái con nó bị chết đấy thì ta mới ăn được thôi. Còn những con bình thường như kia thì không biết là có ăn được không. Chắc là không ăn được đâu. Tôi đoán đoán là như vậy. Đó, đang ăn đến phần thân của con ếch. Còn bốn cái chân anh em ạ. Và cái bụng dưới là chưa ăn được. Ok. Ăn luôn, ăn luôn, ăn luôn, luôn. Ăn luôn. Ăn ngay vào luôn. Ăn hết sạch cái chân luôn anh em ạ. Rồi ơi, đơn giản như đan rổ vậy. Chắc là chúng ta sẽ chuyển qua collect 10 nhân 10 đây anh em. Nhưng sẽ chuyển qua ăn con này. Đó. Nó sẽ chuyển qua ăn một cái con mới. Ok, đó chính là con người ngoài hành tinh. Rồi, ô tôi bị giật một cái anh em ạ. Tự nhiên nó không quay nữa. Sorry anh em nha. Rất rất sorry anh em. Tôi ăn xong cái con người ngoài hành tinh rồi anh em ơi. Tôi nhân 10 đây. Ô, người ngoài hành tinh chưa ăn xong này. Ảo ma Canada thật. À, nó còn cái còn một tí nữa xong rồi. Đấy, bây giờ nhân 10 này. Đấy, tiền không thiếu mà. Để mở cái forest. Nhưng mà hiện tại mới chỉ có urban, ocean và forest thôi. Còn khu vực, còn nhiều khu vực mới chưa có anh em ạ. Con này hôm qua ra ăn dở. Con bạch tuộc. Con Kraken bạch tuộc ăn dở anh em ơi. Ok. Ăn đi anh em. Vip 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 vip. Claim, claim và claim. Chúng ta có nâng được speed không? Không, cũng không nâng được speed anh em ạ. Ăn rớt cả cái mắt của con phải tuộc ra anh em. Khá là bựa. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi bạn ơi. Ăn đi bạn ơi. Hơn 100, double profit này. 43 giây. Ăn rất nhanh anh em. Mình sẽ upgrade cái này lên nha. Upgrade double speed nhân 2 luôn. Đấy. Collect 10x anh em ạ. Ở trên này thì nó có con voi. Có khủng long là con mới anh em. Đây này, anh em thấy không? Có khủng long mới này. Con rắn khá là cũ, con voi khá là cũ rồi. Có khủng long và con bò và con chim à. Đấy là những con mới. Rồi mình sẽ ăn những con cũ đi. Ngày mai tập ngày mai mình sẽ ăn nốt những con kia là xong nha. Nhân 2, nhân 2, nhân 2, nhân 2 với như chúng ta sẽ mua nhiều nhất có thể cái con giòi đã xong tính sau. Ném ra, ném ra, ném ra, ném ra, ném ra. Rất nhiều giòi luôn. Hiện tại tôi mới có mua hết, mua hết, mua hết, mua hết, mua hết. Full rồi anh em ơi. Đã full rồi. Sau khi mua cả một đống giòi thì bắt đầu nó ăn đây anh em ạ. Mới cập nhật con khủng long. Chính xác là mới cập nhật con khủng long nha.
Rồi, vip 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 claim này. Claim. Rồi chúng ta gấp đôi cái này lên. Speed lên lên luôn. Ôi trời ơi, nó cắn như thế này thì chịu thế nào cho thấu nhỉ. What the hell man. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ và đáng sợ thật. Ăn luôn, ăn sạch luôn, còn cái gì nữa đâu. 260 mấy giây upgrade cái con này luôn đây, nhân đôi speed lên nha. Nó có thể dễ quá nhỉ. Yeah. Lên cấp, lên cấp, lên cấp. Upgrade, upgrade, upgrade luôn. Rồi, upgrade, upgrade cái speed này lên luôn anh em ạ. À. Này, nhân này, 228. nó cấp đấy. Chúng ta ăn xong con voi rồi anh em. Mình chém nó con rắn. Xong ngày mai mình ăn nốt ba con kia là mình cũng hoàn thành khu vực này. Có khủng long anh em ạ, có khủng long nhưng mà thôi. Khủng long để mai. Nó làm thêm được một tập nữa, tội gì nhờ đúng không? Nhân 2 speed lên. Game này khá là hay. Hy vọng sẽ có những cái game nó dạng dạng như thế này dành cho chúng ta thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều ha. Ok. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Upgrade, 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 upgrade. Upgrade, upgrade. Nhân 2 speed. Đấy, như thế này thôi. Chứ chẳng thể nâng thế nào được cả. Ủa mà nó ăn nhanh thế nhờ. Nó vẫn thành ra tầm khoảng 60 con 60 con giỏi. Vãi đạn ạ, à, nhanh quá. Chưa kịp làm gì luôn. Chưa kịp các bạn làm gì luôn, ăn xong rồi. Vãi lều luôn, một ngày rồi phải ăn được 3-4 con ấy. Game nhanh quá ấy. Con bò để con bò và con để lại nhá. Cho sẽ ăn con này. Ăn một con chim nữa là xong à. Con bird. Con chim này anh em ơi. Rồi. Nâng cấp, nâng cấp. Đơn giản. Cho ăn. Ăn cái đít của con chim ở đây nào. Bây giờ đang đây anh em thấy không? Đó. Thấy tổ giỏi chưa? Ôi, hắt xì quá. Nhưng mình không thể nào mà ấy được vào thẳng cái con vào chỗ giỏi giỏi này anh em. Đây chỉ nhìn chỗ này thôi. Anh em thấy nó kinh tởm không? Kinh dã man. Đây là cách mà con giỏi nó ăn lại những cái thịt thối. Bựa quá anh em ạ, game mắc bựa. Ok, chúng ta xong rồi nhá. Và ngày mai mình sẽ ăn nốt là hai con kia để cho hoàn thành cái game này. Thế nhưng mà ăn hai con kia thì nó quá là nhanh ấy. Chẳng mà chẳng có gì có thể ăn được nữa. Cả thế giới chỉ còn mỗi hai con duy nhất rồi thôi. Bó tay chấm co luôn.